Phim của Trấn Thành thu 117 tỷ đồng sau 4 ngày, thật hay ảo. Đại diện đơn vị phát hành phim cho biết doanh thu 100 tỷ đồng sau 4 ngày công chiếu của nhà bà nữ về cơ bản là chính xác. Phim có lượng đặt vé trước cao, xuất chiếu và lượng người mua áp đảo. Theo số liệu từ Box Office Việt Nam, tính đến tối ngày 25 tháng 1, mùng 4 Tết Quý Mão, doanh thu của nhà bà nữ đạt 117 tỷ đồng sau 4 ngày công chiếu. Thành tích chính thức đưa phim của Trấn Thành trở thành phim Việt có tốc độ đạt trăm tỷ nhanh nhất mọi thời đại. Chỉ tính riêng ngày mùng 4 Tết, nhà bà nữ bán hơn 313.000 vé, doanh thu trong ngày hơn 31 tỷ đồng. Hiện, con số tiếp tục tăng. Nhà bà nữ phá kỷ lục của bố già, phim Việt đạt doanh thu trăm tỷ sau hơn 4 ngày. Cả hai bộ phim đều đến từ diễn viên, đạo diễn Trấn Thành. Thông tin nhà bà nữ đạt doanh thu 100 tỷ đồng chỉ trong 3,5 ngày công chiếu khiến nhiều người bất ngờ. Đại diện Lotte Cinema đã giải đáp khi Tiền Phong đặt câu hỏi liệu con số này có phản ánh đúng doanh thu của nhà bà nữ hay không. Ông Thái Dương, trưởng phòng kinh doanh và marketing của Lotte Cinema, cho biết con số số liệu doanh thu 100 tỷ đồng của Nhà bà nữ về cơ bản là chính xác. Vé bán ra của Nhà bà nữ trong 4 ngày đầu năm hoàn toàn vượt trội các phim còn lại. Phim có nhiều suất chiếu, tỷ lệ lấp đầy cũng cao nhất dịp Tết. Tết Nguyên đán năm nay có ít phim Việt ra rạp nhưng sức hút của Nhà bà nữ và chị chị em em hai đều tốt, đặc biệt là Nhà bà nữ, ông nói theo ông Dương, nhà bà nữ có nội dung hài hước, câu chuyện gần gũi, dễ xem với nhiều nhóm khán giả ra dạp. Trấn Thành cũng là gương mặt hút khán giả ngay từ đầu. Lượng đặt vé trước của nhà bà nữ cao áp đảo các phim khác và duy trì tốt trong các ngày đầu năm, dự kiến tiếp tục tăng trong những ngày tiếp theo. Ông Thái Dương cho biết, theo ông Dương, so với Tết Nguyên đán nhâm dần, khán giả trở lại dạp nhiều hơn. Nhưng nếu so với trước dịch, cụ thể là Tết Nguyên đán 2019, lượng khán giả dịp đầu năm mới 2023 vẫn chưa bằng. Tuy nhiên, doanh số tốt của nhà bà nữ là tín hiệu khả quan cho thấy khán giả vẫn chưa quên ra phim. Họ vẫn sẵn sàng ra dạp khi có tác phẩm phù hợp, ông Thái Dương đánh giá tình hình phim Việt tại dạp trong năm 2023. Nhà bà nữ đánh dấu sự trở lại của Trấn Thành sau 2 năm không làm phim điện ảnh kể từ bố già 2021. Nội dung phim xoay quanh cuộc sống của gia đình nhiều thành viên của bà nữ. Sau khi ly hôn, bà nữ hận đàn ông, áp đặt suy nghĩ lên các con bà mở quán bánh canh cua kiếm sống và trở thành trụ cột gia đình toàn nữ gồm mẹ già hai con gái phim hiện có hai luồng ý kiến trái chiều người ủng hộ khen kịch bản dễ xem chiếm cảm tình của khán giả nhờ yếu tố gia đình tình tiết gây cười số khác cho rằng phim còn mang tính kịch còn ồn ào